về đây gan. Rồi ok. Đẹp ghê luôn á. À, quá đẹp. Khi mà trải nghiệm cùng với ông hai trên một cái chiếc xuồng chồng chềnh như thế này rất là thú vị. Hết xăng rồi. Trời ơi. Hết xăng rồi. Ông hai ông bơi tới. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại nhà một lão ngư. Ở đây người ta gọi là ông Hai Sinh. Thì hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại anh Đoàn Đại Trí nè, với lại bạn Phong Bụi, cùng với lại ông Hai sẽ thả lưới trên sông Vàm Nao. Và cái video clip này là video clip trải nghiệm. Thì ông Hai ơi, bây giờ mình đi thả nha. Ông Hai đang chăm nước trà hả? Cái công việc mà ông Hai làm như thế này cũng khá lâu năm. Và hiện nay thì ông Hai 80 tuổi vẫn cùng bạn bè và bầu bạn với nhau những cái chén trà, chén những cái ly chè ở trên cái những cái ngồi ở trên đó đó, uống trà vào buổi tối đó anh Trí. 80 rồi. 80. Tướng vẫn còn bảnh ha. Cái ghe này mình đóng đâu chưa ông? Nghe không được. Tay của ông Hai kém rồi, lỗ tai. Thật ra thì ở miền Tây thì không có nhiều người 80 tuổi mà còn sức khỏe như ông Hai đâu. Chắc tại nhờ lao động sông nước. Không quen là khiêng không được đâu. Lắc chưa lắm. Ở đây nó có một cái chốt để chịu được không? Cái máy này khoảng nhiêu ký ông Hai? Không biết nữa. Hằng ngày thì ông Hai với lại con của mình ginh lên ginh xuống vậy đó hả? Mọi người biết không thì mỗi lần đi thì ông Hai chỉ chuẩn bị cho mình một cái túi mà ni lông như thế này để dùng để đựng lưới. Ở đây thì mấy tay lưới ông Hai? Cái đó có hai tay à. Lưới này lưới mấy phân không? Cái đó lưới 3 phân. Còn cái ấm tre này là như thế nào anh Bùi Hồ? Còn cái ấm trà này là khi mà ông Hai bủa lưới xong á, bủa lưới là mình thả lưới xong thì đợi thời gian mà cá nó mắc lưới thì ông Hai cùng với những người bạn mình sẽ ngồi ở trên sông á uống nước trà để cho nó trôi qua cái thời gian ôn lại cái kỷ niệm của bạn già ở trên lên đên trên sông Vàm Nao. Đang chạy thì đã đến nơi và ông Hai đã gác cái máy của chiến dịch lên. Ông Hai đang thui máy treo này và đang tìm cái nơi nào mà để giăng lưới cho tụi mình coi. Và bây giờ thì tụi mình đang đi ra giữa cái dòng sông Tiềm, cho nên là nước ở đây khá là chồng chành. Mỗi lần mà xà lan á hoặc là đò đi ngang qua thì gần như là chiếc xuồng của tụi mình á lắc lư hết nè. Nó nước nó lên tới mạng xuồng luôn á. Phong ngồi cái xuồng như thế này có em có cảm giác gì? Thấy nó lắc lư sợ quá. Ông Hai ổng từ cái đầu máy đằng kia mà đi lại đằng nhân lưới đằng đó, ông Hai dặn hai anh em rất là gọn gàng. Hai anh em cứ ngồi vững nha. Và tại vì cái xuồng này nó lắc lư ghê lắm. Phong nới lại gần ông Hai đi cho dễ thấy hơn. Em á. Ở gần đây có cây đăng điển mọc dại không Hai? Nhiều lắm, ở đây điển nhiều lắm. Chắc có lẽ là mọi người không để ý thì coi cái chân của ông Hai á, một cái chân phải để dưới nước để quạt nước để đẩy cái chiếc thuyền đi để thả lưới như mình mong muốn đó, không ông cái chân Hai cứ hoạt động liên tục như vậy. Chắc có lẽ là ông Hai sống thọ là nhờ cái lao động trên sông nước rồi. Ơi ông Hai ơi, trời nguy hiểm không Hai ơi, cứ ngồi vững nha. cái cảm giác nó vô mốt anh Hiếu. Để hai chân nhà chắc.
phải đi thêm một cái chiếc xuồng phụ nữa. Như có anh Hiếu thì có trục trặc gì thì mình qua anh Hiếu để đâu, ghê lắm. Ui, tại lưới này tôi bổ phục chứ, tôi một lần này tôi bổ lưới dài, tôi bổ mái không à. Mỗi lần ông hai bổ mấy tay? Hai tay. Dạ. Bổ lên rồi nửa xong rồi. Rồi bao nhiêu lần thì ông hai mới quay lại thăm cái tay lưới của mình? Chừng mình đi đây xuống dưới chừng cả vài trăm thước là mình thăng lên rồi. Ờ, khoảng bao nhiêu phút đó ông hai? Khoảng cỡ tiếng rồi. Ờ. Còn cái lưới này tí nữa ông hai bổ ở đâu? Cái lưới này nữa mình muốn bổ ở đâu cũng được hết á. Cái lưới này thì đánh bắt cá gì ông hai? Cũng bắt cá linh. Cá linh. Còn loại lưới ở bỏ ông nhà thì là bắt cá bự. Dạ. Bảy thân, bắt cá giảnh, cá tràng vinh, cá cóc, cá sủ thì kia đủ loại hết. Tụi con nghe nói là ở Vàm Nao á có nhiều loài cá lạ gọi là thủy quái á, thì trước giờ ông hai gặp loài cá nào thiệt bự thiệt to? Có được con bông lau 7-8 kg. Cá bông lau. Cá bông lau. Rồi ví dụ như cá leo, cá hô rồi thì ông hai có gặp được không? Không có được. Chưa gặp được lần nào nhưng mà chứng kiến thấy là có những thả có dính. Dính. Có thả dính cá mập nữa. Ồ, cá mập. Cá mập mà 6-7 kg à. Bây giờ ông kéo lưới lên này. Mỗi một lần như thế thì mỗi một ngày như thế thì ông hai sẽ đi giăng lưới trên sông này mấy lần ông hai? Mất kẹt cái gì yếu? Ôi không có dính con nào không? Có kẹt 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 lưới. Kẹt cái phao. À. Kẹt cái phao của cái mảnh xuồng rồi sao á? Lai. Hay ta. Mỗi ngày như vậy ông hai đi đánh bắt cá thì mất mấy tiếng đó, ông hai? Bữa sau bữa đầu thì tiếng tiếng ngoài rồi. Có đánh bắt ban đêm không? Không, tôi ban đêm không thấy được. Làm ban ngày luôn. Ông hai có thể kể cho tụi con nghe về cái con sông Vàm Nao ở đây được không ông hai? Vàm Nao đây nè, đây chạy dưới cái quẹo gì bên đây tới trong Vàm Nao. Có cái câu chuyện nào mà nó gắn liền với lại người ta nói là sông Vàm Nao là nước chảy đứt đuôi xà, thì ông hai có thể kể cho tụi con nghe mà ông hai những cái sự việc mà ông hai đã từng chứng kiến á? Thì ở cái sông đó thì nó 2-3 cái giọt nước lên sông hậu nó cũng chảy xuống đó, sông thì nó chảy xuống qua đó, nó dặn dữ lắm. Nó dặn về bên mép bên thủy nó mới thấy là chợ mũi hậu nghe tiếng hụt còn không có gốc được thả hoài. Như lưới này là cứ mỗi lần thả xuống hay bị rách không, mà mình có vá được không hay là mình phải mua lại cái lưới mới luôn à? Vá được hả ông hai? Bộ lưới này bao nhiêu ông hai? Lưới này mua có 200 mấy. Vậy là coi như là 2 ngày đánh một ngày á, một ngày bắt cá là được mua bộ lưới mới rồi. Nhưng mà Phong biết không, ông hai nói là nghề này vậy đó, nhầm khi đôi khi cũng được 200 nhưng mà đôi khi không có tiền mua lưới. Làm cái nghề bà cậu thì cũng hên xui đúng không? Là khô dầm là hết tiền hả ông hai? Khô dầm là đây hả? Cái dầm là cây bơi á Phong? Dầm này còn cái dầm. Vậy là khô dầm là sao? Là cái dầm gác lên bờ không? Này là thuốc rê hả ông hai? À, một ký vậy là mua bao nhiêu? Ký 300. 300. Ông hai hút bao lâu là hết một ký thuốc rê? Một ký hút được mấy tháng. Mấy tháng? 3 tháng. Wow, lâu lắm rồi mới gặp lại cảnh là bà con hút thuốc rê nè. Hồi xưa là ở xóm em ở quê á, mấy ông bà lão lớn rồi nay hết rồi, hút thuốc lá. Tại vì ông hai tiết kiệm á. Hút con này quen rồi, hút thuốc gói đâu, không gắt, không lỗ gắt bằng thuốc này. Không biết mà mình là người miền Tây nhưng mà không biết nghĩ sao khi gặp ông hai hút thuốc ghê với lại một cái
ly trà trước mặt, nhớ lại những cái ông cụ ngày xưa miền Tây á. Mấy phải lỡ mấy cây dính có vào vô được không? Có được gì không chú? Cái tay ông hay thì cầm điếu thuốc luôn luôn. Có cái gì chú? Ông hay hút cái nữa, ông hay cho bận phong cho mình. Vì những cái chiếc ghe cào điện như thế đó mọi người, thì thành nữ ra là cái việc mà cá ở trên sông này nó không còn nhiều. Tại vì những cái chiếc cào như thế thì nó có mang theo một cái luồng điện, và cào nó tận ở dưới đáy, nên tất cả các loài cá không còn nhiều. Kể cả như ông hai ở đây sinh sống bằng nghề bắt cá bằng thả lưới như thế này, thì việc mà hiện nay cá ít hơn nhiều so với những năm trước đây mà ông hai thả. Thật ra thì có hai anh em mình đi như thế này đó, thì cái việc mà chứng kiến cái cảnh ông hai vừa lái nè, vừa tát nước nè đó, phải múc cái từng cái xô nước đó ra, tại vì cái xuồng của ông hai nó đã cũ lắm rồi. Xuồng này được bao nhiêu năm rồi ông hai? 12 năm rồi. 12 năm. Ở xuồng 12 năm cho nên là khá là cũ. Ba anh em, còn là hai anh em và ông hai ngồi trên nó bị chìm nước này, giờ phải tấp tắt nước ra. Ẩm quá rồi, cái nó qua. Bây giờ con bơi ra nha, ông hai. Chưa. Con đẩy xuồng ra. Thôi để con tắt cho ông hai ấy, để em tắt cho. Ông hai ơi, trước giờ có bị chìm xuồng lần nào chưa ông hai? Có. Rồi những lúc chìm xuồng đó thì ông làm sao? Ôi ôi, nguy hiểm hay ghê ông Phong. Tại vì chiếc xuồng này mỗi khi mà nó chìm thì nó không giống như xuồng BK, nó chìm thì nó sẽ chìm nghiễm luôn, và mình không có một thứ nào để neo đậu. Và đặc biệt là ở trên cái chiếc xuồng này, ngoài cái việc mà tay lưới của ông hai với lại một cái bình trà như thế này, thì không có một cái vật nổi nào để cho ông hai có thể bám tựa vào đó. Mà nếu như mà chìa những cái cơn sóng to ngoài chiếc như chiếc tàu rồi đó đó, mà chìm vào nửa đêm á, thì cái việc mà tính mạng của mình phải nói là cực kỳ nguy hiểm. Tại tuổi cao sức yếu không. Đâu có đèn đuốc gì đâu. Mà từ đây đó mà bơi qua đây chắc đuối lắm. Từ đây em bơi qua tới ngoài kia thôi cũng mệt rồi. Tại vì nó có sóng mà, nó đâu phải giống như là một cái hồ bơi của mình đâu. Tối đó, slide nó có thấy mình đâu. Bên kia là Cù Lao Kết, hay gọi là Cù Lao Phú Tân đúng không anh? Ừ. Còn bên này là gọi là Cù Lao Thanh Bình. Cù Lao Tây. Cù Lao Tây. Ờ, năm xã Cù Lao Tây á. Nhưng mà mọi người hay gọi là Cù Lao Thanh Bình. Ừ. Lấy cái địa vị giới của huyện á. Rồi lại gần ông chú đó luôn đi ông hai. Đang cặp kè với lại chiếc xuồng của ông hai để mà có cá không? Ồ, oh, cho em coi với anh ơi. Đẩy tới chút. Anh đầu này tí ngồi trên cái xuồng này nè. Cho em coi với, cho em coi với. Kể gì đấy á? Kể gì? Cái này là bao nhiêu tay lưới anh? Cũng quất dây luôn hay cạnh tranh luôn hay em hai. Đứng đâu tợn em bổ tợn. Xong cái vui quá. Cái này đi ngoài sâu có hai không? Cá này bây giờ bao nhiêu tiền một ký anh? 30 Ồ. Cho em cầm với, cho tụi em cầm với, cầm phong. Cầm phong. Có ngạch không? Có ngạch không? Không. Qua. Tự tay mà cầm con cá dưới sông thích không? Đây nè. Bạn Phong rất là thích thú khi mà cầm một cái con cá dảnh bắt từ sông Vàm Nao này lên. Rồi sau đó mình sẽ thả vào khoang. Anh đã bổ từ khi nào rồi? Bà khoang bên này luôn anh. Khoang này. Anh đã, em bảo số em thêm mà. Anh Trí trước giờ có trải nghiệm giống vậy chưa? Chưa. Anh Trí là có hai cuốn sách viết về dòng sông Mekong ở miền Tây.
Nhưng mà lần đầu tiên là đi xuồng nè. Không, đi xuồng nhiều chứ sao lại lần đầu tiên. Được trải nghiệm cùng ngư dân ấy nhá. Nãy giờ ba tay thì được mấy con rồi? Ồ, này con nữa đây. Ồ, hay quá. Ồ, sao mùa này cá rảnh nhiều anh hả? Anh cầm lên cho em chụp cái. Cái con cá này thì xương nhiều. Xương nhiều ạ. Dạ, cá này thì mình kho kho nước mía. Kho nước mía. Có nướng không anh? Có. Nướng hay là mình tí nữa bọn em mua ủng hộ đi. Tụi em mua không cần cân. Không cần cân. Bọn em mua ủng hộ. Anh đây em nói đúng không? Em bỏ. Ông hai ơi, thôi thì bây giờ mình sẽ thả lưới bầu bạn cạnh tranh với này thử xem. Hoa dân luôn em hai. Em hồi còn nhỏ nhá, mẹ em mà đi chợ là mình ra mình đụng vào. Con to quá trời. Cho anh dỡ lên, khoan dỡ cái anh dỡ lên cho tụi em với. Anh cho lên cho em coi. Chiếc lợn hổm. Hay quá. Con cá này. Con này được 5 nặng không anh? Tới rồi, 3 kg. Ôi. Được con dơi. Cho mượn cho mượn. Cho anh cho Vinh tụi em cầm. Cầm chắc nha Phong. Con cá này không có gai nên em cứ cầm thoải mái. Mình rất là sợ. Em thả khoan này nha, tụi em thả khoan này. Cho anh cầm đi. Anh Trí cầm đi. Ôi, đừng có chơi mắt. Sướng không? Sướng tay không anh? Ôi. Mình nha. Wow. Đưa thẳng ra mấy em này, xách cho mấy em này nó thấy kích thước khủng. Con cá này mà okay. Kho chấm với lại rau muống nha. Giờ tí nữa bọn em mua nha. Hay quá. Đây nữa nè. Wow, con nữa rồi. Ồ. Đấy, anh thấy hay không? Quá. Vui quá, hôm nay đi cùng với ông hai vui nè. Lát nữa mình sẽ thả cạnh tranh nha. Vậy mà cầu cho ông hai dính một con cá bự. Đó. Mà, cái việc mà anh này anh thấy là nó vô cái khoang. Cái đấy là quá chuyên nghiệp rồi, sản phẩm á. Có khi nào anh thấy nó gớt xong luôn không? Xong em mời anh một ly trà nghe. Ở đây thì mỗi khi mà xuồng neo đậu cùng nhau như thế này thì việc mà mời nhau ly trà thôi là vui rồi. Hết rồi hả anh? Tới đằng kia đang mà. Còn xa mà. Thôi bây giờ ông hai mình thả luôn đi ông hai. Ông hai ơi. Thấy nông dân chính hiệu không có dính con mẹ gì hết trơn mà. Tại vì lưới của ông hai là lưới nhỏ phải không ông hai? Cái lưới ở đây người ta phân ra nghe Phong. Lưới của ông hai là thả cái linh thì nó chỉ dính cái linh thôi. Người lưới là nghệ sĩ à? Nè, nào một con nữa này. Nãy giờ cũng khá nhiều ký nha. Cá này có rảnh ấy. Chào Vinh. Mẹ Vinh. Mẹ. Tức là tụi mình sẽ mua cái lượng cá này về. Đúng rồi. Cho bà chị kho. Rồi xong hết cái mẻ lưới này cùng anh này thì mấy anh em mình sẽ đi vô. Rồi còn công việc cái kia nữa. Ồ thấy con cá nó đã lắm luôn anh Trí. Con cá này nè. Cái việc mà anh chỉ có làm lưới không? Anh có làm nghề gì nữa không anh? Anh Trí nãy giờ mình có đếm thử khoảng bao nhiêu con không anh Trí? Chục con hả? Chắc được 2 kg cá rồi đó. Cho em cầm thử với. Tao phiêu anh Bùi Hồ nè. Đây cái con cá này cầm vô cái tay nó vạm tay luôn á. Mặc dù nó nhỏ. Con cá nãy Phong cầm thì nó sẽ êm hơn đúng không? Nó sẽ lớn hơn. Ồ dính nữa nè. Em hên quá. Dạ. Ông hai anh Trí ơi. Anh thảy vô. Trùn sợ hả ông hai? Không thảy không quen đâu. Hên quá. Tí nữa mà mình lấy này nó mới nhiều, nó mới thích. Toàn là một loại cá đấy. Mùa này thì chỉ có cá mè Vinh là nhiều hả? Một lần mà dính loại cá lớn nhất là cá gì anh? Cá vồ khoảng mấy ký anh?
4 ký mấy. Cái cảm giác lúc đó này anh sao? Mừng rồi. Mừng. Mà lưới lúc nào vậy chứ dính cá ngon rồi mừng. À dính cá ngon là mình mừng. Nhưng mà ngày nào mình cũng ở cái khúc sông Đền hay có khi mình thả chỗ khác không anh? Chỗ này. Cứ thả quanh năm suốt tháng ở cái khúc này. Mà lúc nào cũng có cá. Hay ha. Cá dưới sông này có không bắt. Này một con nữa rồi mọi người. Hay quá. Cái cảnh sông nước nhìn đẹp ghê luôn á. Quá đẹp. Bầu trời hôm nay nắng đẹp không? Thiệt ra đi qua biển hồ. Thấy một con nữa rồi. Lượng cá biển hồ rất là nhiều. Giống như là các cái hệ thống sông Mekong ở Việt Nam mình á. Cái đoạn này là được cái phần mà cá bên nó đầy bồ quá rồi nó mới chảy qua đây, nó chạy qua đây. Chứ thiệt ra ở bên đó là nước sâu, nước nhiều lắm. Thì quá mà nó nhiều lắm. Người Việt mình có mấy cái làng, ít nhất là 5 làng ở bên biển hồ. Ờ sống bằng nghề sông nước này ha. Sống trên bè đi đâu cũng kéo mấy chục chiếc bè đi, có chùa chiền đi theo luôn. Anh cho em coi. Ủa, hay quá ha. Anh Trí tỏ vẻ rất là thích thú khi gặp con cá. Anh giăng cả cái lưới lên cho em nha. Cho em chụp cái hình cái lưới, anh giăng cái lưới. Oh. Dạ đúng rồi, đấy. Wow. Nhìn vào đây các anh. Rồi, ok. Đẹp ghê luôn á. À, quá đẹp. Thích nhất là cái màu trời ở Phong, màu trời màu xanh đẹp lắm. Một chiến lợi phẩm nữa, vào khoang. Mỗi chiếc xuồng mà khi mà đi đánh bắt cá bằng lưới như thế này thì họ phải có một cái khoang đục để cho con cá này lên bờ là nó sẽ chết ngay. Nên họ phải gồng ở dưới nước, nó phải có nước mới được. Và nước đó là phải nước chảy. Hôm nay có được nhiều hơn so với mọi hôm không anh, hay là cũng thế ạ? Cũng vậy. Nhiều hơn hay vậy? Cũng thế. Cũng thế hả? Chứ không phải là anh em mình lên đây thì được nhiều đâu. Cũng vậy không ạ? Anh thả khoảng cách đây khoảng tiếng anh. Rồi, cờ lên luôn. Hết rồi. Thôi anh em mình về đi. Lấy chỗ cá này coi cho anh ha. Nhà anh gần đây không anh? Trên ông hai chút hả? Trí cảm ơn mọi người đã xem video clip đến thời điểm này nha. Thì bây giờ các anh em sẽ ủng hộ cá cho anh tên gì? Anh Minh. Để mà về vô kho lạc ăn cơm. Rồi sau đó thì sẽ có những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Chạy xuồng về thôi. Nhìn cái cảnh này đẹp ghê luôn á. Không biết tất cả mọi người khi xem video clip thì nghĩ sao? Nhưng mà đối với bản thân của Bùi Hồ cũng như là của Phong với lại anh Đoàn Đại Trí thì khi mà trải nghiệm cùng với ông hai trên một cái chiếc xuồng chồng chền như thế này rất là thú vị. Hết xăng rồi. Trời ơi. Hết xăng rồi. Ông ai ông bơi tới. Thật ra ghê thiệt. Cái gì vậy anh? Nó bị sức trên chỗ miếng bờ này nè. Mà xuồng của ông hai tới tuổi rồi, 12 năm cờ rồi. Một cái chiếc xuồng nếu như mà sử dụng tốt thì nó khoảng bao nhiêu năm là mình bỏ nếu? Thì sao không lớn thì xài 10 năm, 10 năm. Là quá đắt rồi. Không, cái xuồng của ông hai quá đắt rồi, 12 năm rồi.